Trước tình hình số ca dương tính với SARS-CoV-2 đang tăng cao, hiện Việt Nam đã áp dụng cách ly các trường hợp F0 không có triệu chứng và F1 tại nhà. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng biết cách theo dõi sức khỏe của các trường hợp này, nhất là F0 tự cách ly. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương vừa chia sẻ, người dân cần phải biết tự theo dõi sức khỏe, nhận biết kịp thời các diễn biến của cơ thể, đặc biệt là các dấu hiệu ở phổi để đưa tới cơ sở y tế nếu bệnh trở nặng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, các triệu chứng thông thường của người nhiễm SARS-CoV-2 là sốt, người mệt, đau mỏi, mất khứu giác. Nếu bệnh nhân không sốt mà bị mất khứu giác, vị giác tức là virus tấn công vào niêm mạc mũi và họng. Khi mắc COVID-19, bệnh nhân bị tổn thương phổi, lấp đầy phế nang rất nhanh. Vì vậy, người tự cách ly cần theo dõi rất kỹ nhịp thở của mình. Nếu cảm thấy khó thở, tức ngực, tức là có dấu hiệu trở nặng, cần đo nhịp thở bằng cách đặt tay ở ngực hoặc bụng, đếm trong 1 phút. Nếu nhịp thở cao hơn 24 lần 1 phút là có vấn đề. Cụ thể hơn, nếu đi lại nhanh mà khó thở là dấu hiệu trở nặng, nặng hơn nữa là không thể nói đủ câu, da xanh, môi nhợt, đầu ngón tay ngón chân nhạt, có xuất huyết dưới da cũng là dấu hiệu nhận biết bệnh nặng lên. Để tự theo dõi, các F0 cần được chuẩn bị một số các thiết bị cần thiết như dụng cụ đo nhiệt độ, huyết áp, thiết bị đo bão hòa oxy ở đầu ngón tay. Bệnh nhân cũng có thể tập thở bụng để lưu thông không khí trong phổi, căng giãn một cách tốt nhất. Có thể nằm sấp, nằm nghiêng sẽ giúp đỡ khó thở. Người bệnh cần phải trao đổi thường xuyên với người giám sát hay cán bộ y tế. Nếu có cảm giác tức ngực, cần báo ngay và theo dõi để được đưa vào bệnh viện kịp thời.